Không nên sợ hãi rằng Hình như tôi không đọc kinh Thì giọng niệm ít Sau mỗi lần tôi đọc kinh Giọng niệm lại càng nhiều Tôi tin rằng Có không ít người có hiện tượng này Đây không phải là lúc không đọc kinh Mới không có giọng niệm Khi không đọc kinh Ta không biết chính mình có giọng tưởng Bây giờ đọc kinh phát hiện giọng niệm không phải đọc kinh mới có không phải nghe kinh mới có không phải dũng nó đã nhiều như vậy mà ta không phát hiện đến khi yên tĩnh thì đột nhiên phát hiện điều này không nên sợ hãi đây là hiện tượng bình thường